tấn công vào xí tại đây. Một Tarikti rất khác ở mùa giải năm nay. Mùa trước có lẽ họ muốn đánh cửa Sierra nằm lại. Họ muốn tìm Little T nằm lại lần thứ 10. Vậy ta đúng là nằm lại lần thứ 10 thật ở trong ván đấu này. Quét sạch toàn bộ các thành viên của tuyển HQ Sport. Mùa này nhiều rồi băng sơn bắn lên trên người của chúng ta khiến ta dùng cơ biết không quá hiệu quả. Các bóng lạnh Tarikti áo sẵn qua hải rơi có sự thế. Nhắm xuống trên người đó là Yena. Yena kéo khép vào Bunnaby. Bunnaby bị loại khỏi giao tranh. Hát rất đi bóng. Judas băng vào. Hạ xuống Yena.